Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí Cbiz. Hôm nay sẽ là những tin tức nào đây? Trước khi đến với những tin tức ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ sẽ là tổng hợp những tin tức thú vị ngày hôm nay. Có rất nhiều nam thần của giới CPIT ngày nay đều có phim truyền hình của Trang được quay trong năm 2021 như là Dương Dương với Thả Thí Thiên Hạ, Nhậm Giao Luân với Ngự Giao Ký, Thành Nghị với Trầm Vụn Hương Phai. Tất cả đều là những tác phẩm trọng điểm năm 2022. Tạo hình của các nam thần trong phim mới cũng được tiết lộ trong những poster trailer mới gần đây. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua một chút nhé! Thứ nhất, Nhậm Giao Luân trong phim Ngự Giao Ký không còn nghi ngờ gì nữa khi đánh giá phim cổ trang tiên hiệp ngự giao ký cung quân lần gặp gỡ do nhiệm gia luân và địch Lệ nhật ba đảm nhận vai chính là tác phẩm chưa lên sóng đã nổi sau thành công của Cập y chi hại đầu năm ngoái thì nhiệm gia luân đã trở thành nam thần cổ trang trong lòng khán giả mỗi tạo hình cổ trang của anh trong phim mới được tung ra đều nhận được vô số lời khen ngợi. Thế nhưng bất ngờ thay khi đến với ngự giao ký lần này, tạo hình của nhậm giao luân lại vấp phải khá nhiều sự chỉ trích của dân mạng khi hai bên tóc mai trông lạc quẻ, thêm vào đó quả sáu mối phiên bản pha kè làm nhiều người mất thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thôi thì giờ phải chờ khả năng diễn xuất của anh chinh phục khán giả. Thứ hai, thành nghị phim Trầm vụn hương phai. Tác phẩm của trang trọng điểm của Hoàn Thụy Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đảm nhận vai chính đã đóng máy vào tháng 10 vừa qua và có thể thấy trong quá trình khởi quay phim lộ ra khá nhiều tạo hình. Sau thành công của Lưu Ly giúp Thành Nghị trở thành nam thần của trang thế hệ mới, dù phong cách tạo hình của anh trong Trầm Vụn Hương Phai lần này không khác với Lưu Ly là mấy, nhưng không thể phủ nhận Thành Nghị quá hợp với tạo hình của trang đầy khí chất thần tiên. Thứ ba, Cung Tuấn phim An Lạc Truyện An lạc chuyện của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhật Ba cũng thường xuyên bị lộ tạo hình trong quá trình quay, bộ phim đến nay vẫn chưa đóng máy. Sau thành công của Sơn Hà Lệnh đầu năm nay giúp cái tên Cung Tuấn nóng hơn bao giờ hết. Thái tử Hàn Diệp của Cung Tuấn trong An lạc chuyện quá ư là mờ lem, chị em còn chờ gì nữa mà không nhanh tay thêm vào sổ hàng của mình. Thứ tư, Dương Dương phim Thả Thí Thiên Hạng được biết thì Thả Thí Thiên Hạ của Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã đóng máy vào tháng 6 vừa qua, lại là tác phẩm được dự đoán chưa lên sóng đã nổi. Và có thể thấy nét đẹp của Dương Dương thật sự có thể cân hết mọi tạo hình, điển trai vô cùng. Khoa lên mình bộ trang phục trắng, Dương Dương là chàng công tử, ôn nhu như ngọc. Khoa lên bộ trang phục đen, chàng là vị đại hiệp tiêu sái, khí khái, tràn đầy tinh thần võ hiệp. Trong Dương Dương cứ như nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết. Thứ năm, Trần Hiểu phim Vân Tương Truyện Nhớ đến những nam thần của trang sao có thể bỏ qua cái tên Trần Hiểu được, nam diễn viên từng nhiều lần lọt vào bảng xếp hạng bình chọn nhan sắc. Sau tới thì Trần Hiểu có hai bộ của trang gồm Mộng Hoa Lục và Vân Tương Truyện, từ những tạo hình được tiết lộ thì chắc chị em lại sắp rớt liêm sỉ nữa rồi. Nhan sắc ông bố một con Trần Hiểu bao năm vẫn cứ mơ lem như vậy và hy vọng rằng Mộng Hoa Lục và Vân Tương Truyện sẽ thật sự thành công khi lên sóng. Vậy còn đối với bạn thì bạn có đánh giá như thế nào về tạo hình của trang của các nam thần trên đây và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.